chào mừng tất cả các anh em, rất vui được gặp lại anh em ở video này. Hôm nay thì siêu thị lồng chim sẽ giới thiệu cho tất cả các anh em một cái mẫu lồng vuông bằng gỗ muồng. Đây là một cái chiếc lồng vuông gỗ muồng và nan tre. Cái điều đặc biệt ở trong cái video này và cái chiếc lồng này đó chính là ngày hôm nay anh em đặt hàng một cái giá vô cùng tuyệt vời, giá chỉ có 400.000 đồng ạ. Giá chỉ có 400.000 đồng một chiếc lồng vuông bán súng gỗ muồng. Và cái điều đặc biệt hơn đó chính là với cái giá 400.000 đồng anh em đã sở hữu một chiếc lồng và đầy đủ phụ kiện. Phụ kiện của chiếc lồng này thì bao gồm những cái chi tiết nào ạ? Đó chính là cái phần móc này, thì sẽ có móc bằng inox. Hai là bộ nậm rất là đẹp đấy anh em nhìn, bộ nậm này, cầu này, cống. Và bên em đặc biệt là trong ngày hôm nay bên em có tặng thêm anh em một chiếc áo lồng nữa, một điều vô cùng tuyệt vời đấy ạ. Giá chỉ có 400.000 đồng thôi mà anh em đã sở hữu cho mình một chiếc lồng đã đầy đủ phụ kiện, một chiếc lồng vuông ạ. Giá này là giá chưa từng có từ trước tới nay tại siêu thị lồng chim. Và thành thật nói anh em, tất cả anh em rằng khẳng định luôn, với cái giá của chiếc lồng này bên em không có một đồng tiền công nào. Đó, đây cái giá này chính là cái giá tri ân cho tất cả các anh em đã và đang sử dụng các cái sản phẩm của siêu thị lồng chim. Và giá này là chính là cái giá mà chỉ để sản xuất sản phẩm thôi. Đấy ạ, đấy là chỉ là cái độ chi phí sản xuất sản phẩm thôi. Là một chiếc lồng vuông với giá chỉ có 400.000 đồng. 400.000 đồng thôi ạ. Anh em hãy liên hệ ngay với siêu thị lồng chim để sở hữu cho mình chiếc lồng này nhá. Giá chỉ có 400.000 đồng và đã đầy đủ phụ kiện. Như anh em được biết thì bình thường mà các anh em mua cái phụ kiện đơn giản lên thôi nhé. Cái chiếc áo lồng này là chiếc áo lồng rất là đẹp nha. Bình thường anh em mua lẻ cũng 80.000 một chiếc ạ. Với cái bộ phụ kiện này thì anh em mua lẻ cái phụ kiện thôi đã hơn 100.000 đồng rồi. Hơn 100.000 đồng đã cái bộ phụ kiện này rồi. Nhưng với ngày hôm nay đặc biệt giá chỉ có 400.000 đồng ạ. 400.000 đồng full phụ kiện một chiếc lồng vuông ạ. Với những sản phẩm này thì rất là thích hợp với những anh em sinh viên rất là đam mê yêu chim đúng không ạ. Nhưng mà để mà tìm cái chiếc lồng mà nó cái giá nó phù hợp đúng không ạ thì cũng là một cái điều rất là khó khăn. Tại vì với cái kinh phí của sinh viên vẫn còn đang sự trợ giúp của gia đình rất là lớn mà vẫn muốn theo đuổi đam mê thì anh em có thể sở hữu chiếc lồng này với cái giá vô cùng tuyệt vời, chỉ có 400.000 đồng thôi ạ. 400.000 đồng đã đầy đủ phụ kiện cho anh em chơi nhá. 400.000 đồng thôi ạ. Anh em liên hệ trực tiếp. Và cái điều kiện để anh em có thể mua chiếc lồng này đó chính là anh em hãy đăng ký subscribe kênh YouTube của siêu thị lồng chim và bấm vào biểu tượng hình chuông ạ. Đăng ký subscribe kênh YouTube của siêu thị lồng chim nhé. Đó. Và cái sản phẩm này là bên em bán với cái giá là chi phí thôi, chi phí để sản xuất lồng. Thế nên là cái sản phẩm này sẽ bên em sẽ không ship code nhé, không ship code cho tất cả các anh em đâu. Và cái giá của sản phẩm đều chưa bao gồm phí vận chuyển nhé. Tất cả các sản phẩm của siêu thị lồng chim thì chưa bao gồm phí vận chuyển tất cả các mẫu lồng của bên siêu thị lồng chim ạ. Anh em lưu ý giúp em, bởi vì tránh cái sự hiểu lầm không đáng có đúng không ạ. Tất cả cái giá sản phẩm của siêu thị lồng chim đều chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em vui lòng thanh toán phí vận chuyển cho các đơn vị vận chuyển giúp em. Với cái vị trí, tùy theo cái vị trí địa lý của anh em thì sẽ có những cái hình thức vận chuyển nó phù hợp nhất đúng không ạ. Có thể là gửi xe hoặc gửi qua Viettel Post. Anh em có thể lựa chọn các cái hình thức tùy theo cái vị trí địa lý của mình để có thể nhận lồng một cách thuận tiện nhất. Đó. Anh em có thể là chuyển khoản trực tiếp vào cái số tài khoản em sẽ up ở dưới cái phần chi tiết để anh em có thể chuyển khoản trực tiếp qua siêu thị lồng chim. Với cái giá sản phẩm vô cùng tuyệt vời, anh em hãy liên hệ đặt hàng ngay nhé. Bởi vì đây là cái giá tri ân nên là chương trình của bên em sẽ kết thúc khi các cái sản phẩm này đã hết hàng nhé. Thì anh em liên hệ trực tiếp để xem cái sản phẩm còn hàng hay không nhé. Anh em hãy subscribe kênh YouTube của siêu thị lồng chim và có thể truy cập vào website siêu thị lồng chim.net. Website của bên em là siêu thị lồng chim.net. Anh em có thể xem rất nhiều các cái mẫu lồng khác ở trên website và có đầy đủ giá của sản phẩm rồi. Anh em có thể tham khảo lựa chọn những mẫu lồng nào phù hợp nhất. Có một số anh em mà chưa khỏe xài quen cái website của siêu thị lồng chim ấy thì anh em hãy cấn vào cái nút biểu tượng cái logo đấy ạ, cái logo đấy ạ. Thì anh em click vào đó thì nó sẽ ra danh mục tất cả các cái sản phẩm. Thì anh em sẽ chọn danh mục cô gái, chào màu, họa mi, sơn ca. Đó, các cái danh mục đấy thì sẽ list ra toàn bộ các cái mẫu lồng mà bên em đã up ở trên cái kênh siêu thị lồng chim rồi. Đó, sẽ có phần mục xem thêm để xem thêm các cái trang con tiếp theo đó, có rất nhiều trang đúng không ạ, không phải một trang duy nhất mà có rất nhiều trang chi tiết các cái sản phẩm khác nhau. Thì anh em có thể đặt hàng trực tiếp tại website thì bên em sẽ có hệ thống có người để liên hệ với anh em để chốt lại đơn hàng, để lựa chọn những cái phương thức thanh toán vận chuyển phù hợp nhất. Và cái lồng đặc biệt này hôm nay giá chỉ có 400.000 đồng thôi ạ. Giá chỉ có 400.000 đồng một chiếc lồng vuông. Anh em có thể sở hữu ngay một chiếc lồng vuông, hãy đăng ký theo dõi kênh YouTube của siêu thị lồng chim để sở hữu cho chính mình chiếc lồng này nhá. Và liên hệ trực tiếp theo số hotline là 0964278585 ạ. 0964278585. Anh em ở khu vực Hà Nội thì ghé qua địa chỉ số 418 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội nhé. Sản phẩm của anh em sản xuất tại trực tiếp tại Phú Bắc, Dân Hòa, Thanh Oai và có kho tại Viettel Yên Nghĩa, Hà Đông. Anh em cũng có thể xem hàng trực tiếp tại số 418 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội nhé. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi ạ. Một cái giá sản phẩm vô cùng tuyệt vời, chỉ có 400.000 đồng thôi. Anh em đã sở hữu một chiếc lồng với đầy đủ phụ kiện ạ. Với cái đầy đủ phụ kiện anh em đã sở hữu cho mình một chiếc lồng.
chỉ 400.000 đồng thôi. Tất cả anh em sinh viên đều có thể mua được cái chiếc lồng này, quá tuyệt vời đúng không ạ? Anh em hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi nhé, để sở hữu cho mình chiếc lồng này, bởi vì cái số lượng sản phẩm rất là hạn chế đúng không ạ? Rất là ít thôi, sẽ nhanh chóng hết, bởi vì cái giá này là quá tuyệt vời. Cái giá này bên em là giá cái hỗ trợ cho tất cả anh em không có công đâu. Đấy, giá hỗ trợ cho anh em để tri ân tất cả các anh em đã và đang quan tâm cũng như là đã đang sử dụng các cái sản phẩm của siêu thị Lồng Chim. Đó, em sẽ quay chi tiết chiếc lồng này kỹ hơn một chút nữa để anh em có thể quan sát được. Chất liệu của chiếc lồng này thì bằng gỗ muồng nhá, gỗ muồng. Nếu anh em nào mà chưa biết gỗ muồng thì có thể search trên mạng xem là gỗ muồng là gì. Gỗ muồng và nan tre nhá. Gỗ muồng chắn bằng súng này rất là tuyệt vời. Cái chiếc lồng này thì kích thước của nó đang là 19 nan nhá. Đây là lồng 19 nan, tặng một chiếc áo lồng, bộ cóng này. Ôi, bộ cóng quá đẹp luôn, bộ cóng sứ tay tre bát tràng chuyện. Anh em mua một cái bộ cóng này cũng từ 70 đến 80 nghìn một chiếc, một cặp đấy ạ, một bộ. Đấy, quá tuyệt vời luôn, cái bộ nậm này nữa. Đấy, anh em sở hữu cho mình một chiếc lồng với đầy đủ phụ kiện, giá chỉ có 400 nghìn đồng thôi. Hãy liên hệ với chúng tôi để đặt hàng ngay, bởi vì số lượng sản phẩm rất là ít thôi ạ. Hãy liên hệ ngay trực tiếp với siêu thị Lồng Chim nhé. Hãy đăng ký subscribe kênh YouTube của siêu thị Lồng Chim để có thể xem rất nhiều các video mới và cái những chương trình khuyến mại đặc biệt chỉ có trên kênh YouTube thôi ạ. Có một số các chương trình khuyến mại đặc biệt bên em chỉ có áp dụng cho khách hàng mua trên YouTube và đăng ký theo dõi YouTube của siêu thị Lồng Chim thôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em. Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số hotline 0964278585 và truy cập website siêu thị lồng chim.net. Cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em.